7 năm cao quân đi xuống đâu đấy rồi vậy. Dài hơi để đương nhiên đến đứng bắn thì đương nhiên mình biết dài không nè. Chuyển đồ hết rồi, người nhà chuyển đồ hết rồi đấy. Mày làm hả? Người nhà chuyển đồ đi đấy. Nhà đã ra được đông rồi cái này. À rồi. Năm rồi đông rồi cái này. Khu vực kia đã hết chứ mà chứ có ai đóng không? Chuyển đồ đi hết. Chứ nám là nó chạy xuống tên đấy đó. Gần ấy nó ngổ cái đường bất quáng.